Thành phố Đà Nẵng đã công bố đã chữa khỏi cho 10 bệnh nhân COVID-19, trong đó 9 bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Hòa Vang và một bệnh nhân tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Các bệnh nhân này sẽ tiếp tục được cách ly tại nơi cư trú và được theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày theo quy định. Tính tới hiện tại thì thành phố Đà Nẵng đã chữa khỏi cho 35 bệnh nhân mắc COVID-19.